đa số mình là khách hẹn hết mà đúng không? Không, mấy khách đợi trễ quá 8 phút thì không điện thoại cancel hẹn đặt lại. Khách nào tới mình chèn vô chứ đâu để trống được. Đi qua mấy chi nhánh kia nữa. À, đi luôn mấy đứa ơi. À, cái cây này đo nhiệt độ cho khách nè. Đợi lát bu qua bộ pin rồi nó hướng dẫn cho. Vô khách vô đo nhiệt độ nha. Đo chén hay đo bằng tay? Đo bên đây nè, hay đo trước gì cũng được. Đo chén là được nha. Đo nhiệt độ xong rồi xịt khuẩn, cái bình xịt khuẩn ở đây đâu? Lát kêu nó lấy cái bình xịt khuẩn bỏ ngoài đây luôn, xịt khuẩn cho khách xong rồi hỏi anh ơi, hỏi có hẹn trước chưa? Dạ anh có đặt lịch chưa? Rồi hỏi khách có đặt lịch chưa, rồi cho xem chích vaccine chưa, rồi mới cho vô nha. Chưa có tiêm là không mới cho vô. Cầm này đi, lát bu qua nó sẽ hướng dẫn cho. Bèn chưa lên được nè. Ủa, bên này mấy cái bình xịt khuẩn đâu? Dạ. Mấy bình xịt khuẩn đâu? Dạ, con đang kiếm mấy chai nó có đựng chai. Kiếm mấy cái chai pha bình xịt khuẩn ra để ngoài đó cho anh bảo vệ xịt cho khách nha. Dạ dạ. Rồi vô. Con thối tiền là cũng phải xịt khuẩn vô tiền luôn nghe chưa? Xịt khuẩn vô tiền luôn. Bình xịt khuẩn cả mấy tiệm kia, tiệm nào cũng có, sao tiệm này cũng có? Bây giờ bình cũ nè, có. Lấy ra một bình để cho con, một bình ngay Thu Ngân, một bình ở ngoài giữ xe bảo vệ. Rồi, đứng giãn ra, đừng có, không có bu gần như vậy. Mấy bộ nó quỳ lên cho cách ghế này đi. Đứng cách ghế ra. Hoặc là ghế bên này nó chưa lên mà đúng không? Dạ. Hoặc là con chuyển qua ghế này đi. Lát nữa chuyển qua ghế này nha, không có đứng gần vậy. Được, bên này được cái thợ nào cũng đeo bao tay mà. Rồi. Hai em là đi chung nhau hả? À, em ngồi xích qua đây giùm cái anh. Rồi, cảm ơn em. Thuận anh đâu rồi? Hốt khách là hướng dẫn cho khách ngồi cách xa ra, không ngồi gần nha con. Dạ. Ngồi xa ra vậy nè, đó, hoặc ngồi góc này. Dạ. Tại vì mình là hẹn khách lịch online tới giờ người ta mới hết thôi. Dạ. Tránh tình trạng là ngồi dồn vô. Nếu mà ai gần tới mà hết chỗ con nói khách thông cảm ngồi ngoài đỡ. Dạ.
chứ không không có cho ngồi dồn được hết nha con. Ủa thợ nữ có chưa? Dạ có rồi luôn. Hai người. Hai anh là đi chung với nhau hả? Ta đi chung, ta cũng đi chung xe rồi. Nào khách lạ thì nói khách ngồi giãn ra. Có mình con làm hả? Khách mà có gội đầu xả tóc gì đeo khẩu trang luôn nha con. Nói khách đeo khẩu trang luôn. Chứ con có khách nào mà đi chung với nhau thôi. Còn khách mà đi riêng đó, ngồi giãn ra nha. Ngồi cách ra. Còn nếu mà đông quá thì nói xuống dưới ngồi chờ đỡ chừng nào xong rồi kêu lên. Đỉnh cao nhất Sài Gòn.